nọc độc rắn Taipan nội địa mạnh như thế nào? Hôm nay anh em hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Taipan nội địa được biết đến là loài rắn sở hữu nọc độc, độc nhất so với bất kỳ loài rắn sinh sống trên cạn nào trên trái đất. Chúng còn có tên khác là rắn hung dữ, tên khoa học là Oceanus microlepidotus. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, Taipan nội địa có nọc độc, độc gấp 50 lần rắn hổ mang thường và 10 lần rắn chung Mojave. Chỉ một lượng nọc độc bằng 110mg, chúng có thể tiễn 250.000 con chuột về cõi chết, hoặc có thể khiến 100 người chết sau 45 phút nếu không được can thiệp y tế kịp thời. Trước đó, họ phải chịu đựng những nỗi đau khủng khiếp từ nhát cắn chớp nhoáng, khiến 60% tế bào cơ tim bị hủy diệt sau 10 phút đầu tiên. Nọc độc một khi có cơ hội thâm nhập vào cơ thể người sẽ hủy hoại hệ thống dây thần kinh, gây rối loạn đông máu, khiến chúng ta bị đau đầu dữ dội và tê liệt toàn thân. Đó là lý do vì sao, khi Taipan nội địa đi săn, những loài động vật nằm trong tầm ngắm của chúng sẽ tự xác định rằng tử thần đã gần kề.